Phòng Quản lý Đô thị thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 28 tháng 8 cho biết đã gửi văn bản đề nghị Công an thành phố Biên Hòa vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng ăn trộm nắp cống. Theo Phòng Quản lý Đô thị thành phố Biên Hòa, thời gian gần đây, những nắp cống bằng sắt lắp hai bên đường Nguyễn Ái Quốc liên tục bị mất trộm, gây mất an toàn cho người đi đường. Chưa kể, nước mưa kéo theo rác thải trôi thẳng xuống làm bít hệ thống thoát nước. Hiện tại, thống kê cho thấy con đường này có hơn 20 nắp cống bị mất, ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng. Đường Nguyễn Ái Quốc là con đường đẹp và rộng nhất thành phố Biên Hòa. Những nắp cống bị mất đã làm cho con đường này trở nên nham nhở. Sắt là chết rồi, sắt là thua rồi. Bây giờ hỏi một cái đó nó phải 30. Trên kia có mất không vậy? Một cái này nó phải 30 ký rồi lên. Nó bán nhiều cái nó bơm mà cả hơn tạ rồi, chết là mấy trăm ngàn rồi. Hiện nay, người dân sống dọc theo con đường này đã dựng hàng loạt lô cốt nhằm cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường do nắp cống đã bị mất.